Bạn thân mến, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, liệu bạn có còn nhớ những gương mặt, những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại để lại trong tim ta những dấu ấn khó phai? Phải chăng mỗi cuộc gặp gỡ đều là chữ duyên đã được sắp đặt, góp nhặt nên bức tranh cuộc đời mỗi chúng ta thêm phần muôn màu muôn vẻ? Đường đời muôn ngã, gặp gỡ đã là nhân duyên. Đúng như chính cái tên của nó, cuốn tiểu thuyết của tác giả Lư Tư Hậu sẽ dẫn dắt bạn bước vào thế giới của những mối nhân duyên kỳ diệu, nơi những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên lại ẩn chứa biết bao điều bất ngờ và ý nghĩa. 10 câu chuyện, 10 mảnh ghép cuộc đời, 10 gam màu cảm xúc khác nhau được Lư Tư Hậu khắc họa một cách đầy tinh tế và sâu sắc. Bằng ngòi bút tài hoa, anh đã thổi hồn vào những câu chuyện đời thường, biến chúng thành những thước phim đầy cảm xúc, lay động trái tim người đọc bởi sự chân thực và gần gũi. Nào, giờ bạn hãy lắng nghe Trâm kể về mối nhân duyên đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất trong cuốn sách này. Với những ai đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống, đang cần một chút động lực để bước tiếp trên con đường đầy chông gai, thì việc gặp gỡ cuốn sách này chắc chắn sẽ giúp bạn có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Đường đời muôn ngã, gặp gỡ đã là nhân duyên. Lư Tư Hậu. Hiệu sách cuối cùng. Ông yêu tất thảy mọi thứ ở đây, kể cả những nơi chẳng có gì đẹp đẽ. Ông cũng yêu thương vô bờ. Phố cổ là một trong số ít những địa điểm du lịch ở thị trấn nhỏ. Đã vậy bây giờ đang là dịp quốc khánh nên càng đông đúc hơn. Cạnh cổng vào là một ngôi chùa được dựng từ thời Nam Tống. Hai bên chùa có tháp bằng gạch cao 11 tầng. Khi tôi còn nhỏ, chẳng mấy ai ghé thăm ngôi chùa này. Ở đó cũng chưa có hai tòa tháp gạch. Về sau chúng mới được dựng lên cùng với cánh cổng hoành tráng. Những thứ ấy chỉ mới xuất hiện khoảng 30 năm nay, nhưng chẳng biết từ bao giờ chúng lại được truyền miệng là công trình do vị vua nào đó thời nhà Tống xây dựng. Người người đứng chen chúc ở cửa chụp ảnh, hết tốt này tới tốt khác, nồi nước náo nhiệt vô cùng. Tôi chợt nhớ cách đây rất lâu, mình từng trông thấy hai cụ già. Mỗi ngày bất kể gió mưa, họ đều đến đây đứng trước tượng Phật, dập đầu rồi thắp hương. Chẳng biết từ bao giờ mà từ hai cụ chỉ còn lại một người, rồi sau này người đó cũng không còn tới đây nữa. Mấy người bạn ở Bắc Kinh nói sẽ tới chỗ tôi chơi, nhưng đêm qua ai nấy đều say khướt, đến giờ hẹn vẫn chỉ có mỗi mình tôi. Vì đứng đúng chỗ đông người nên cả người tôi mồ hôi nhễ nhại, đầu thì đau như búa bổ, chỉ muốn tìm nơi nào đó ngồi nghỉ một lát. Tôi đi dọc phố cổ, trông thấy những nẻo đường quen thuộc hiện giờ đã trở nên vô cùng tấp nập. Lúc đi ngang qua một cửa hàng sâm bổ lượng, người bán hàng mời chào, hỏi tôi có muốn nếm thử một miếng sâm ở cửa hàng 30 năm tuổi uy tín của họ không. Tôi bèn chạy vội, bởi khi tiệm này mới mở cửa vào 5 năm trước, cô Lâm đã bảo tôi ăn thử. Ăn được 2 miếng mà bụng tôi đau mấy ngày liền. Tôi biết nơi đâu có chỗ ngồi và có thể ngồi ở đó cả ngày cũng không bị đuổi ra ngoài, lại còn chẳng tốn một xu. Tôi đi tới con ngõ phía đông phố cổ, băng qua lối nhỏ chật hẹp đến một hiệu sách cũ, suýt chút nữa vấp phải hòn đá trên đường đi. Tiểu Lý đây à? Ông Dư ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm phơi nắng. Lâu rồi không thấy cháu đến đây. Tôi sờ đầu, cất lời. Chẳng phải dạo trước cháu có nói không về được còn gì ông ơi? Cháu cũng mới quay lại thôi ạ. Gần đây cửa tiệm sao rồi ông? Vẫn thế thôi, không tới mức đông đúc, nhưng chung quy vẫn có khách ghé. Nơi này quả thực không đông lắm. Hiệu sách với diện tích vừa phải, chất đầy toàn sách là sách. Mấy chiếc giá nhìn như có thể sập bất cứ lúc nào. Dưới mỗi cuốn sách đều có vài dòng giới thiệu mà ông Dư tự tay viết. Ngoài tôi thì trong cả hiệu sách này chỉ có một cô gái khác. Đây là Trình Phi, cháu gái ông đây. Ông Dư thốt lên.
hai đứa gặp nhau lần đầu nhỉ? Chào cô. Tôi cất lời. Cô cứ gọi tôi là anh Lý được rồi. Chào anh. Vậy anh gọi tôi là cô Trình nhé. Cô nói. Mẹ con bé đi bước nữa. Ông Dư tiếp lời. Nó theo họ của bố Dượng. Trông thấy vẻ bối rối của tôi, ông Dư cười lớn rồi bảo. Chuyện này cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải ngại. Dứt lời, ông vỗ vai tôi bằng lòng bàn tay chai sạn. Được rồi, đừng đứng ngay ra đó nữa. Ở đây không thiếu chỗ ngồi. Cháu muốn đọc sách nào, để ông giới thiệu cho. Tôi liếc sơ qua rồi đáp. Ông Dư ơi, không phải cháu nói ông đâu, nhưng sách trong tiệm của ông đều lỗi thời cả rồi. Bây giờ người ta không thích đọc những cuốn thế này đâu ạ. Ông không thích nghe cháu nói vậy đâu, Tiểu Lý. Sách là một trong số ít ỏi những thứ trên đời ngày càng trở nên quý giá theo thời gian. Tất nhiên, sách mới và sách bán chạy cũng có cuốn hay, nhưng sách cổ được lưu truyền đến tận ngày nay chắc chắn là sách quý. Chúng đều được những tâm hồn vĩ đại dành cả cuộc đời để viết nên đấy. Tôi biết thừa ông Dư mà đã đề cập tới chủ đề này là sẽ không có điểm dừng, vội bảo. Cháu nói sai rồi ạ. Hôm nay cháu tới đây đợi bạn, tụi nó đến là cháu đi luôn. Nhưng ông lại ấn tôi ngồi xuống. Sách vở ghê à, đọc 10 phút thì mình cũng thu hoạch được từ trong đó 10 phút. Thôi, đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa. Phải rồi, lúc nào cháu đi đâu thì đưa cả cháu gái ông theo cùng. Hiếm lắm con bé mới về đây một chuyến. Cháu cứ dẫn nó đi thăm thú lanh quanh nhé. Ông không đưa cô ấy đi được à? Ông Dư xua tay, nói. Ông còn phải trong tiệm nữa mà. Ba ngày sau, tôi tới bến xe tiễn bạn. Sau đó hẹn Trình Phi đi ăn. Gửi định vị chưa đến 10 phút, đã thấy cô ấy tới. Sở dĩ Trình Phi có mặt nhanh như vậy, không phải vì giữa chúng tôi có gì đó, mà bởi cô luôn muốn hỏi tôi vài chuyện liên quan tới ông nội mình. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã cất lời. Rốt cuộc hiệu sách đó có gì hay thế? Tôi cố gắng thuật lại mấy lời ông Dư đã nói với mình từ nhỏ tới lớn cho cô ấy nghe. Sách chứ đựng linh hồn. Cuốn nào cũng được tác giả dành thời gian để viết nên. Có tác giả viết trong một năm, nhưng cũng có người mất cả đời mới xong một quyển. Dù nội dung có thú vị hay không, miễn là tác giả ấy viết bằng cả tâm lòng, thì qua bao nhiêu tháng năm, cô vẫn có thể nghe như họ đang chuyện trò với mình. Mà không phải chỉ mỗi sách. Lúc còn nhỏ chúng ta cũng từng học thơ cổ đấy thôi. Bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đó. Người nay đâu thấy vầng trăng cũ, trăng vẫn từng soi dáng cố nhân. Cô nghe thử đi, đây chính là tiếng nói của Trương Nhật Hư thời nhà Đường, cách đây hàng nghìn năm vọng tới. Anh nhầm rồi, hai câu đấy là Lý Bạch viết. Trình Phi ngắt lời tôi. Hai câu của Trương Nhật Hư là: thấy trăng thoạt mới là ai, trăng sông thoạt mới soi người năm nào chứ. Đó là lời mà Lý Bạch bộc bạch với chúng ta, cách cả khoảng thời gian hàng nghìn năm. Trình Phi gọi một cốc cà phê rồi bảo. Mấy lời này toàn là ông tôi nói với anh chứ gì. Anh đừng đáp lấy lệ bằng những lời của ông tôi. Anh thử nói xem, một năm anh đọc được bao nhiêu cuốn sách? Tôi gãi đầu đáp. À thì dạo này công việc bận rộn nên tôi cũng ít đọc hơn. Gì nhỉ? Chứ hồi trước tôi đọc nhiều lắm, mỗi tuần một cuốn đấy. Trước đây ai mà không đọc nhiều sách? Bây giờ chúng ta có gì đâu, không có điện thoại di động, cũng chẳng có máy tính. Còn giờ anh nhìn xung quanh anh đi, ai mà không cầm di động rồi xem cả thế giới trên đó. Vừa nãy anh nói sách là thứ mà cách cả nghìn năm cũng nghe như tác giả đang chuyện trò với mình chứ gì. Thế bây giờ, ngay lúc này,
anh mở doujin hay kawaii ra đi. Trên đó cũng có hàng triệu người, cách cả nghìn dặm chuyện trò với anh đấy thôi. Tức thời, mau lẹ, lại còn trực quan nữa. Không đúng, đó là sự tiếp nhận thụ động, còn đọc sách là tiếp nhận chủ động. Mật độ và độ sâu của thông tin khác biệt. Vả lại, tiếp nhận thụ động thì chẳng còn chỗ trống để suy nghĩ nữa. Không bao lâu sau là quên hết sạch. Tôi phản bác. Anh lại sao chép y hệt lời ông tôi nói chứ gì? Thế tôi hỏi anh nhé, nếu được rảnh tầm nửa tiếng, anh sẽ chọn làm gì? Đọc sách hay chơi game? Đọc sách hay xem phim? Đọc sách hay lướt Douyin? Đọc sách. Thôi đi, anh nói thế bản thân anh có tin không? Câu này khiến tôi hơi bực mình. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Cô không thích đọc sách thì thôi, tại sao cứ phải chứng minh mọi người trên đời đều giống cô bằng được? Trình Phi bỗng cúi đầu lặng thinh, đến khi ngẩng lên thì giọng điệu thoáng run rẩy. Ông tôi bị bệnh rồi. Đầu tôi ong ong, lời nói cũng trở nên ấp úng. Trông ông cô khỏe lắm mà, sao bỗng nhiên lại bị bệnh? Bệnh gì vậy? Trịnh Phi cắn môi đáp. Không phải bỗng dưng bị bệnh, bệnh của ông được chẩn đoán từ năm ngoái rồi. Sau đó, giọng cô nhỏ tới mức tôi gần như không nghe rõ được nữa. Trong phổi của ông, cô tiếp lời. Trong phổi của ông có một thứ đáng ra không nên có. 7 cm rồi. Tôi nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào, chỉ cảm thấy tức ngực, không sao thở nổi. Cuối cùng, Trình Phi vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Anh đi cùng tôi đến ngôi chùa ở phố cổ nhé. Hồi bố tôi bị bệnh, ông bà tôi luôn tới đó. Hồi học cấp 2, cuối tuần nào tôi cũng tới ngôi chùa này. Bây giờ, hầu như chẳng mấy người lui tới nơi đây, cũng không có ai thu phí vào cổng. Tôi luôn ở đó suốt cả buổi chiều, vì chẳng biết phải đi đâu nữa. Tôi ghét bệnh viện, ghét âm thanh và cái mùi ở bệnh viện, ghét cả những bức tường không thể phản chiếu bất kỳ màu nào khác ngoài sắc ảm đạm ở nơi đó. Tôi tin thần linh, tin vào những sức mạnh không thể trông thấy, bởi vì thần linh từng cứu vớt tôi. Chuyện đó xảy ra khi tôi còn nhỏ. Có một hôm, đang trên đường về nhà thì bụng tôi quặn đau, mồ hôi đầm đìa, con đường trước mắt trở nên ngoằn ngoèo, khiến tôi bỗng chốc mất phương hướng về nhà. Tôi cũng chẳng còn sức đi tiếp, chỉ đành yếu ớt ngồi xổm trên đất. Cơn đau quằn quại ấy khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Bởi vì chưa hiểu được ngọn nguồn của cơn đau, nên cậu bé non nớt ngày ấy đã sám hối trong lòng rằng: Thần linh ơi, con biết chắc chắn là vì con ham chơi nên ngài mới trừng phạt con. Sau này con sẽ không ham chơi nữa, con đảm bảo sẽ hoàn thành bài tập và về nhà đúng giờ. Thật đấy ạ. Vừa nghĩ, tôi vừa chìm vào cơn mê man. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện rồi. Tôi ấn vào bụng mình, quả nhiên không còn đau nữa. Lập tức thầm cảm tạ thần linh, nghĩ bụng có lòng thành kính đúng là hữu dụng. Thế nên cứ vào mỗi dịp cuối tuần khi học cấp 2, tôi đều tới ngôi chùa đó để cầu xin sự giúp đỡ từ các vị thần Phật, xin các ngài phù hộ cho mẹ tôi chóng khỏe. Khi ấy, hai vợ chồng ông Dư gần 50 tuổi cũng hay tới đó khấn cầu, mong thần Phật phù hộ cho chú Dư đang nằm trên giường bệnh mau chóng khỏe lại. Trịnh Phi hỏi tôi, liệu thần linh có làm khối u trong phổi ông nội tôi biến mất được không? Có chứ. Cô ấy ngước mắt lên. Tôi chẳng biết Trình Phi đang nhìn gì, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt. Không biết liệu cô ấy có nghe thấy câu trả lời từ thần linh không nhỉ?
kỳ nghỉ kết thúc, tôi phải xa quê, thế nên lại tới hiệu sách lần nữa trước khi đi. Thấy điệu bộ ngập ngừng muốn nói lại thôi của tôi, ông Dư bảo: "Cho gái ông kể với cháu rồi chứ gì. Ông ơi, ông nên nghe lời cô ấy. Điều kiện chữa trị ở thành phố lớn chắc chắn tốt hơn ở đây à." Ông Dư xua tay: "Ông đã tới tuổi quá quen thuộc với cái chết rồi. Cháu xem, những người lớn tuổi mà cháu quen biết ở con phố này còn lại được mấy đâu. Mới vài ngày trước thôi, cô Lâm của cháu cũng đã qua đời. Không sao, các cháu đừng lo cho ông. Chẳng nhẽ ông còn không biết về sức khỏe của mình sao? Trong lòng ông rõ hết. Nếu có thể cứu chữa thì ông sẽ lựa chọn điều trị. Ông cũng không đành lòng, chỉ là sống chết có số. Như ông đã là may mắn lắm rồi." Tôi đứng một bên, nhìn ông Dư bình thản thốt lên mấy câu này, bỗng dưng cảm thấy lời nói của ông chất chứa sức mạnh vượt qua cả chuyện sống chết, điều mà một người có ít tuổi như tôi không thể thấu hiểu được. Dẫu vậy, tôi vẫn nhanh chóng quay trở lại hiện thực. "Thế nên ông mới càng phải đi. Nếu thật sự có chuyện gì đó xảy ra với ông thì hiệu sách cũng sẽ ảnh hưởng theo. Cháu đã thường xuyên tới đây từ nhỏ và vẫn muốn thấy nó thêm nữa. Cháu cũng đã quen thuộc với những thứ ở đây, quen cả những chiếc giá sách lắc lư nữa. Thú thực, cháu rất thích tới chỗ ông." Ông Dư nhìn tôi, chợt phì cười. "Được rồi, nếu cháu thật sự thích hiệu sách này thì cứ tới. Cháu yên tâm, chắc chắn lần sau cháu quay lại, hiệu sách này vẫn còn, luôn luôn chào đón cháu." Tôi đành đáp: "Ông yên tâm, nếu đến được, chắc chắn cháu sẽ năng tới. Ông giới thiệu cho cháu vài cuốn sách đi ạ." Ông Dư thích thú, đeo kính lão lên, nheo mắt chắp tay sau lưng, rồi chậm chậm đi tới chỗ giá sách, ghé vào lật xem từng cuốn. Tôi đứng sau ông, nghĩ bụng: "Sao trước đây mình lại không nhận ra sức khỏe của ông chẳng còn được như xưa nữa vậy nhỉ?" Bây giờ, ông Dư quay qua, tay cầm 4 cuốn sách. Trong đó có 3 cuốn mới, được bọc màng co, đều là sách bán chạy trên thị trường vài năm trước. Trông thấy ánh mắt tôi, ông vui vẻ bảo: "Cháu thật sự cho rằng ông là một ông già bảo thủ sao? Ông biết thời đại bây giờ khác biệt, cũng biết không phải cứ sách mới xuất bản đều chẳng hay. Mấy cuốn này ông đều đã nghe tên từ lâu, biết chung thú vị. Vả lại thanh niên các cháu cũng đọc mà thấm được. Tốt lắm, tốt lắm." "Sao ông biết là chúng hay thế à?" "Tiểu Lý này, ông tiết lộ với cháu bí quyết phân biệt sách hay trong số sách bán chạy nhé." Ông Dư ra vẻ thần bí, vỗ vai tôi rồi nói tiếp: "Cứ đợi vài năm, nếu mấy năm sau mà cuốn sách đó vẫn được người ta đọc, vẫn có thể truyền cảm hứng và khiến độc giả cảm động, không bị hầu hết mọi người lãng quên, thì chứng tỏ nó đã được viết một cách kỳ công. Ít ra vẫn có phần hay ho. Những phần hay ấy có thể che lấp các phần chưa hay. Thế nên ông mới giới thiệu với cháu. Cho dù nó không quá kinh điển, nhưng ở thời điểm hiện tại, đọc nó hoàn toàn chẳng có hại gì." Tôi cười bảo: "Nhưng ông ơi, nghe ông nói cứ như thể không mấy đồng tình với mấy cuốn sách này thì phải." Ông Dư cười lớn: "Đúng là ông không đồng tình lắm. Nhưng suy cho cùng, việc đọc là cảm nhận của từng cá nhân. Mỗi người có những trải nghiệm, suy nghĩ và trạng thái sống khác biệt. Đang ở trong trạng thái ra sao thì đọc những cuốn sách như thế. Bây giờ bảo cháu đọc Shakespeare thì chắc cháu cũng chẳng đọc nổi đâu nhỉ. Không phải ông chê cháu hay chê Shakespeare, chỉ là cả hai vẫn chưa tới lúc gặp gỡ nhau mà thôi. Nhưng Tiểu Lý à, khi một ngày nào đó cháu thật sự hình thành thói quen đọc sách
và tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống hơn thì vẫn nên đọc thêm tác phẩm kinh điển. Tại sao lại thế? Tác phẩm kinh điển là loại sách gần đạt tới mức hoàn hảo, chỉ cách sự hoàn hảo một bước nữa thôi. Cũng chính vì kém một bước này mà nó mới trở nên hấp dẫn. Vậy sách như thế nào mới là kinh điển à? Một cuốn sách có thể vượt qua thử thách của thời gian đủ lâu chính là một cuốn sách kinh điển. Nói cách khác, dù đã qua bao nhiêu năm, song những câu chuyện mà nó khắc họa, các quan điểm mà nó biểu đạt vẫn có thể lay động và đi sâu vào lòng người, đồng thời hàm chứa sức mạnh xuyên thời gian. Những cuốn sách mới cũng có thể trở thành kinh điển, chỉ là thường cần nhiều thời gian hơn mới có thể xác định chính xác được. Tôi cái hiểu, cái không chỉ vào cuốn sách dưới cùng trong ba cuốn sách, rồi hỏi: vậy cuốn này thì sao ạ? Đó là một cuốn sách nhỏ xíu, màu giấy ố vàng, gáy cũng bị rách, thậm chí không nhìn rõ tên. Cả cuốn sách đem tới cho tôi cảm giác giống như chỉ cần lật khẽ thôi là nó sẽ rời ra. Đây là cuốn sách ông đã cất kỹ nhiều năm, bây giờ ông dành tặng riêng cho cháu. Nhưng cháu còn không thấy rõ cả tên sách nữa à? Tên sách đâu quan trọng, quan trọng là nội dung của nó ấy chứ. Tiểu Lý, lúc về cháu phải đi máy bay nhỉ? Thế cháu hứa với ông một chuyện được không? Ông cứ nói đi à. Cháu đừng làm gì trên máy bay, chỉ tập trung đọc hết cuốn sách này thôi, nhé. Tôi gật đầu. Vâng ạ. Ông Dư vỗ mạnh vai tôi, tựa như dồn hết sức lực cả nửa đời người vào trong lòng bàn tay ấy. Sau đó, ông đi ra bậc thang chỗ cửa, rồi ngồi xuống. Tôi ngắm nghía bóng lưng ông, rồi nhìn phố cổ nơi cuối ngõ vẫn tấp nập người qua lại. Những bước chân xa lạ ấy vội vã tiến về phía trước. Chẳng rõ vì sao tôi lại có cảm giác họ đang bước đi ở một thế giới khác, cũng tức là chúng tôi không ở cùng một thế giới. Trên máy bay quay lại Bắc Kinh, tôi mở cuốn sách cũ chẳng hay tên này ra, lật tới trang bản quyền mới biết đó là tuyển tập tiểu thuyết của Lỗ Tấn, được xuất bản vào đầu những năm 70 thế kỷ 20, giá 0,42 tệ. Cuối trang bản quyền có một dòng chữ bé bé: dùng trong trường học. Chẳng biết tại sao khi trông thấy đơn vị xuất bản là Khoa Tiên Trung, Đại học XX, tôi chợt nhớ đến một câu chuyện trong quá khứ của ông Dư. Chắc hẳn chuyện đã xảy ra vào những năm đó. Ông Dư vốn là giảng viên đại học dạy Khoa Tiên Trung. Nghe nói vì bấy giờ ông giấu sách đi nên đã bị tố cáo và phê bình. Rất nhiều cuốn sách bị tìm ra và trở thành giấy vụn, phần lớn đều dùng để đốt giường căn. Không ít cuốn đã bị xé rách trước mặt ông, chỉ sót lại vài quyển ít ỏi. Chắc hẳn cuốn sách trong tay tôi hiện giờ chính là cuốn năm đó chưa bị lấy đi. Nghe nói ông Dư đã cố hết sức ngăn cản lúc họ xé sách, dù cả người bị ấn xuống đất, mặt cũng bị mài xước hằn lên vài vệt máu. Nhưng ông vẫn không ngừng vẫy vùng và gào thét, cuối cùng còn giằng giụa nước mắt. Nếu khi ấy ông không làm vậy mà lựa chọn giữ im lặng, có lẽ hoàn cảnh của ông đã khá khẩm hơn phần nào. Sau khoảng thời gian ấy, ông nản lòng thoái chí, rời bỏ nơi thành thị và quay về thị trấn nhỏ mở hiệu sách này. Tới nay đã hơn 40 năm. Nếu sau đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có lẽ bây giờ chú Dư đã tiếp quản công việc của ông Dư và trở thành chủ hiệu sách. Ông Dư cũng chẳng cần phải mệt mỏi ngày ngày trông coi cửa hiệu như thế. Không, không đúng. Kể cả không có chuyện ngoài ý muốn ấy thì chú Dư của tôi cũng sẽ chẳng tiếp quản công việc của ông Dư. Có một năm, tôi nghe thấy hai người họ to tiếng với nhau về chuyện liên quan đến hiệu sách. Lúc đó, chú Dư vừa lập gia đình chưa lâu, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên đã nói với ông Dư rằng muốn xa nhà ra ngoài lập nghiệp. Hình như ông Dư đã đáp:
lẽ đời thay đổi, cơ hội ở khắp muôn nơi, chẳng còn người trẻ nào chịu trông coi một hiệu sách nữa rồi. Tôi không nhớ rõ những lời khi ấy nữa, chỉ mang máng rằng đợt đó hiệu sách đóng cửa mấy ngày liền. Đây là điều chưa từng xảy ra. Lúc ấy, cậu học sinh cấp 2 đam mê đọc sách là tôi đã buồn rầu suốt mấy ngày. May mà không bao lâu sau, hiệu sách lại mở cửa trở lại. Nhưng tôi không bao giờ gặp chú Dư nữa. Lần kế tiếp nghe được tin tức về chú ấy chính là lúc ở trong ngôi chùa kia. Mãi đến lúc này tôi mới nhớ ra mình đã từng gặp Trình Phi. Đợt đó, ngày nào tôi cũng đợi hiệu sách mở cửa nên thường xuyên tới con ngõ nhỏ chầu chực. Và có lần đã trông thấy một cô bé nhỏ tuổi hơn mình đang ngồi xổm trước cửa. Tôi tưởng đó cũng là một cô bé mong đợi ngày hiệu sách mở lại như mình nên đã chuyện trò vài câu. Cô bé bảo: "Không phải em đang đợi hiệu sách mở mà đang đợi ông nội em." "Sao em không về nhà đợi ông? Ông không ở cùng chúng em." "Em quý ông mình lắm phải không?" "Em quý ông nhất. Em thích những câu chuyện về cuộc phiêu lưu dưới lòng đất, thích câu chuyện về chuyến ao du vòng quanh thế giới trong 80 ngày mà ông kể, còn cả câu chuyện phiêu bạt ngoài đảo nhỏ của ông nữa." Tôi vừa nghe đã hiểu ra. "Chẳng phải đây đều là những câu chuyện trong sách sao? Cuốn đầu tiên thì anh không biết, nhưng cuốn thứ hai chắc chắn là 80 ngày vòng quanh thế giới. Còn một cuốn nữa hẳn là Robinson Phiêu Lưu Ký, đúng không?" Cô bé bất mãn, lớn tiếng phản bác: "Đó là chuyện của ông nội em mà." Tôi cũng chẳng mấy dễ chịu đáp: "Vậy đúng lúc quá, chúng ta cùng đi tìm ông nội em. Anh cũng đang muốn hỏi tại sao ông không mở cửa đây. Ông em sống ở đâu?" Cô bé chợt òa khóc: "Em biết ông sống ở đâu, nhưng mấy hôm nay tự dưng bố không cho em tới nhà ông nữa. Em giấu bố qua đó tìm ông mà không thấy. Bây giờ ông cũng không ở hiệu sách, em chẳng tìm được ông ở đâu hết. Ngày mai phải đi mất rồi." "Thế lúc nào quay về đây, em tới gặp ông là được mà." "Anh không biết đâu, nhà chúng em phải tới một nơi rất rất xa, chẳng biết bao giờ mới quay lại." "Thôi thì em có gì muốn nói cứ nhắn lại cho anh đi, có lẽ anh sẽ gặp được ông và chuyển lời tới ông." Cô bé nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Anh không được lừa em, nhất định phải chuyển lời tới ông mềm đi nhé." Tôi duỗi ngón tay ra, ngoắc tay thề với em luôn, không bao giờ thất hứa. Cô bé nghiêm túc nhắn nhủ từng chữ: Vậy anh phải nói với ông em rằng em thích sách lắm, em thích mùi hương của sách, thích nghe âm thanh lật dở trang sách. Anh nhớ bảo với ông rằng ông nhất định phải chờ em quay lại nhé." Tôi nhắc lại một lượt, không ngờ cô bé ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Không được, kiểu gì anh cũng sẽ nói sai cho xem. Anh phải nhớ là không được sai một chữ nào đâu đấy." Tôi thoáng bực dọc cất lời: "Chẳng phải em viết ra rồi nhét dưới cửa là được rồi sao?" Về sau, tôi quả thực đã quên sạch chuyện này. Đến giờ phút này đây, ký ức mới quay trở lại. Tôi lấy di động ra, vội vàng soạn một tin nhắn. Máy bay vừa hạ cánh, tôi gấp gáp gửi nó đi. Chỉ trong chốc lát đã nhận được tin nhắn trả lời: "Ông nhận được tờ giấy đó rồi. Tiểu Lý này, xem ra cháu và cháu gái ông có duyên đó chứ nhỉ? Hay cháu thử cần nhắc chút xem sao?" Tôi mỉm cười cất di động đi, bỏ cuốn sách vào ba lô. Đến lúc bước ra khỏi sân bay, ở Bắc Kinh đang là một ngày xuân tươi đẹp hiếm hoi. Khi tôi quay lại con ngõ này thì cũng đã là chuyện của gần một năm sau. Phố cổ vẫn nhộn nhịp như xưa, còn ngõ nhỏ chẳng ai ngó ngàng tới. Tôi đi đến địa điểm quen thuộc, thấy cửa tiệm quen thuộc, nhưng không còn trông thấy bóng dáng thân thuộc kia nữa. Đối diện hiệu sách có một cửa tiệm nhỏ do cô Triệu mở cách đây mấy năm. Tôi vội tới đó để nghe ngóng. Cô Triệu lắc đầu thở dài, nói với tôi:
Ông Dư vào viện hai hôm nay rồi. Nghe xong, tôi đứng dậy muốn tới bệnh viện thì bà lên tiếng cản lại. Tiểu Lý, cháu đừng đi vội. Cháu có biết con ngõ này sắp bị phá bỏ không? Tôi quay đầu hỏi. Chuyện từ bao giờ thế ạ? Mọi người ở đây truyền tin cho nhau cả rồi. Thầy bảo là con ngõ này sẽ được cải tạo và sáp nhập với phố cổ phía trước để tạo thành khu văn hóa lịch sử gì đó. Cô thấy phố cổ bây giờ đông đúc hơn, chúng ta cũng phải theo thôi. Làm càng lớn thì càng náo nhiệt, càng kiếm được nhiều tiền. Con trai cô kể rằng còn một lý do nữa khiến con ngõ này bị phá bỏ, đó là bọn cô làm ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố. Mấy ngày trước có người bị ngã ở con ngõ này rồi tố cáo bọn cô. Ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố là sao ạ? Đầu óc tôi rối bời. Chê bọn cô không ngay ngắn chỉnh tề, rồi thì chê con ngõ này lụp xụp tàn tạ, không cho bọn cô mở tiệm ở gần đây nữa, trong thị trấn cũng bị chỉnh đốn lại. Cháu còn nhớ quán mì ramen của chú Tiền chứ? Họ nói gì mà rèm cửa với mặt tiền không đạt tiêu chuẩn, biển hiệu cũng bị gỡ bỏ. Tiếc cho tấm biển chú ấy dùng mười mấy năm nay. Vậy cửa tiệm của cô phải làm sao? Cô Triệu lấy một chai nước trong tủ lạnh mini ra đưa cho tôi, rồi lại bước ra ngoài nhìn ngó. Cô đoán chỗ này của cô cũng không phù hợp với quy định ở đây, sớm muộn cũng giống vậy thôi. Tiểu Lý, lúc nào rảnh thì về thăm cô và quán nhỏ này thường xuyên hơn nhé. Tôi nhận chai nước rồi gật đầu. Vừa lấy di động ra quét mã thì cô Triệu ngăn lại. Thôi, cháu cứ cầm luôn đi. Nhắc thấy tên trên mã QR và hình đại diện không phải của cô Triệu, tôi liền bảo. Cô Triệu ơi, cô nên đổi mã QR thành tài khoản của mình đi. Kẻo lỡ có ai đó cực tiền thì cô cũng chẳng biết được đâu. Cô Triệu vội xua tay. Cô không đành mấy thứ này. Đây là mã QR của con trai cô, nó tính toán hết đấy. Tôi vẫn còn điều muốn nói nhưng không biết nên mở lời ra sao, chỉ đành nhìn cô Triệu. Cô Triệu mỉm cười dịu dàng, vỗ vai tôi rồi bảo. Thôi, cô làm phiền cháu lâu quá, mau đi đi. Tôi liếm môi, rốt cuộc cũng không nói gì nữa mà đi thẳng tới bệnh viện. Có lẽ vì đang là cuối tuần nên trong bệnh viện rất ồn ào, người nhà và bệnh nhân tới khám bệnh đông nghịch. Mùi thuốc khử trùng vẫn nồng nặc gây mũi như mọi khi, những bức tường luôn mang sắc màu ảm đạm. Sau một hồi bận rộn, y tá mới có thời gian nói cho tôi biết phòng bệnh ông Dư đang nằm. Vừa trả lời câu hỏi của tôi xong, cô ấy lại bị bao vây bởi tiếng ồn. Một bà cô cáu bẳn cất lời. Cô sắp xếp cho chồng tôi ở cái phòng gì thế hả? Tôi muốn phòng đơn, không phải phòng tập thể. Y tá đáp. Cô ơi, cô bình tĩnh đã ạ. Chúng cháu đã cố gắng sắp xếp cho nhà cô rồi, nhưng bệnh viện thật sự không còn phòng trống nào nữa. Nghe tới đây, tôi không khỏi phì cười, nghĩ bụng. Ai bảo chỉ mỗi cuối tuần bệnh viện mới đông. Bệnh tật đâu biết chọn ngày, nó luôn đến một cách bất ngờ, hệt như một cơn lốc xoáy ập tới đảo lộn mọi thứ, xáo trộn cả cuộc sống của mọi người. Ông Dư nằm trong một phòng bệnh 5 người, cả hai tay đều đang cấm kim truyền. Tôi cứ tưởng ông đang ngủ, xong lúc đi tới thì ông lại mở mắt ra. Thấy đối phương định ngồi dậy, tôi vội bước nhanh đến bảo ông cứ nằm đó nghỉ ngơi. Ông Dư vốn đã gầy, bây giờ trông lại càng còm cõi hơn, đôi môi khô nứt nẻ. Tôi gọt cho ông hai quả cam rồi ra ngoài rót nước. Khi quay về thì thấy ông đang ngồi dậy, có lẽ là nhờ người nhà bệnh nhân giường bên cạnh giúp đỡ. Ông bảo tôi ngồi xuống, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, cố nặn ra một nụ cười. Sao cháu lại tới đây? Hồi trước cháu có nói lúc nào quay lại thì chắc chắn sẽ tới thăm ông mà. Ông biết, nhưng ý ông là làm sao cháu biết ông đang ở đây mà tới?
nghe tôi đáp, nhận được tin báo từ cô Triệu, ông Dư bèn gật gù. Quả nhiên là thế, trước giờ cô ấy luôn nắm bắt tin tức nhanh nhạy nhất mà. Còn biết ông nằm ở viện nào nữa? Tôi khẽ hỏi. Sao rồi ạ? Hôm nay ông có thấy đỡ hơn chút nào không? Ông ổn. Hôm nay không đau lắm. Chắc 2 ngày nữa được xuất viện thôi. Lúc này tôi chợt thấu hiểu tâm trạng của Trình Phi, bởi tôi biết ông đang nhớ Nhung hiệu sách. Ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã à. Kể cả có ai tới hiệu sách thì họ cũng không ngại đợi thêm vài ngày đâu. Ông Dư uống thêm 2 ngụm nước, một lúc sau mới nghiêm túc cất lời. Tiểu Lý, ông cũng biết người ta không ngại đợi thêm vài ngày, nhưng ông đang nghĩ, lỡ như có người trẻ tuổi nào đó muốn tới đọc sách thì sao? Ông biết hiện giờ nhiều người không còn thích đọc sách nữa, thế nên dẫu ai đó chỉ vô tình ghé hiệu sách, ông cũng đều trân trọng cả. Sao ông có thể nằm đây mãi khi khó khăn lắm mới tạo cho họ cơ hội để đọc sách chứ? Vả lại, dù ở đây hay ra viện thì bệnh của ông vẫn thế thôi. Ông nghe cháu nói này, ít ra khi nằm viện ông vẫn có thể nghỉ ngơi đúng không ạ? Tiểu Lý à, có đợt ông rất muốn đọc sách mà còn chẳng có cơ hội. Bây giờ lòng ông trống trải lắm, cứ như cuộc sống thiếu mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Cháu hiểu cảm giác này không? Tôi gật đầu. Cháu có biết sách đem lại lợi ích vô cùng to lớn không? Bao nhiêu năm nay luôn có người hỏi ông, rốt cuộc đọc sách có ích lợi gì? Lúc nào ông cũng trả lời rằng đọc sách có thể khỏa lấp được những vết rách trong tim. Trái tim của ông đã rách tan nhiều lần lắm rồi. Ông chỉ vào vị trí trái tim mình. Tôi vô thức liếc chai dịch truyền, thấy nó cũng đang lắc lư. Lần mơ hồ nhất lúc còn trẻ, ông tiếp lời, giọng nói không còn yếu ớt mà vô cùng điềm tĩnh, tựa như ẩn chứa sức mạnh nào đó. Cái lần trước khi ông gặp bạn đời của mình, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần lúc phát động phong trào, 1 lần, 2 lần, 10 lần, rồi 20 lần khi con trai ông qua đời. Mỗi lần trái tim rách một vết thì những câu chuyện trong sách lại cứu rỗi ông. Lời văn của các tác giả đã len lỏi vào trái tim ông. Từng dòng chữ in trên giấy thấm sâu vào trái tim ông. Chúng hàn gắn và vá lành trái tim rách nát của ông, khiến ông sống được tới ngày hôm nay. Nghe ông Dư kể mà hai mắt tôi đỏ hoe. Thân hình gầy gò trước mắt như bỗng chốc trở nên mạnh mẽ và khỏe khoắn. Sức sống mất đi lại hồi phục trong cơ thể ông. Nhưng tôi vẫn nói, cháu hiểu hết những gì ông nói, thế nên ông mới cần phải chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt. Ông Dư lại bảo, ông biết rõ sức khỏe của mình mà. Sống chết có số, ông đã cảm nhận được từ vài năm trước rồi. Tiểu Lý, cháu cũng biết có một số bệnh không thể chữa khỏi được. Cháu đã học đại học rồi, chắc chắn là rõ điều đó. Một số loại thuốc có thể giúp mình sống thêm vài giờ, vài ngày, thêm 1-2 tháng. Nhưng trong những ngày sống thêm đó, ông chỉ có thể nằm trên giường bệnh, lãng phí thời gian của bản thân, thậm chí còn chẳng thể cử động. Cháu đừng cố gắng thuyết phục ông nữa. Trước đây, ông đã sức sống uổng phí gần 10 năm cuộc đời. Thời gian một đời của ông Dư này chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi biết mình không khuyên nổi ông Dư, mà thú thật, tôi cũng chẳng thể quyết định được điều gì.
Sau khi trầm mặc hồi lâu, tôi cất lời. Ông ơi, cháu sẽ giúp ông trông coi hiệu sách vài ngày. Ông cứ nằm nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa. Chỉ mấy ngày thôi à? Đợi lúc nào bác sĩ nói sức khỏe ông ổn định, có thể ra viện, thì ông hẳn về được không? Hằng ngày lúc hiệu sách đóng cửa, cháu sẽ tới thăm và báo cáo tình hình với ông. Còn mang thêm cho ông vài cuốn sách nữa. Ngừng một lát, tôi hỏi tiếp. Trình Phi đâu ạ? Lúc nãy vào đây cháu đã muốn hỏi rồi. Cô ấy không về ạ? Ông không nói cho nó biết. Hiện giờ con bé đang làm việc ở thành phố lớn, bận lắm. Chẳng may công việc của nó bị trì hoãn vì ông thì sao? Ông nghĩ như vậy là không đúng rồi. Dù gì cô ấy cũng là cháu ruột của ông mà. Ông vừa ngắt lời tôi. Thôi, cứ làm như lời cháu vừa nói trước đi. Tiểu Lý, nếu có ai nhờ cháu giới thiệu sách, cháu nhất định phải trả lời nghiêm túc vào đấy. Cháu không được đề cử đại khái, mà phải hỏi người ta thích thể loại nào, tại sao lại muốn đọc sách, rồi hỏi cả thói quen đọc sách của người ta nữa. Biết chưa hả? Sau đó cháu cứ phân loại theo những lời giới thiệu ông viết dưới sách mà gợi ý cho họ nhé. Vâng, vâng, ông cứ yên tâm đi ạ. Chúng tôi lại chuyện trò thêm một lúc. Vốn dĩ tôi muốn nhắc đến những gì cô Triệu đã kể, muốn hỏi ông rằng nếu con ngõ đó không còn thì hiệu sách phải chuyển đi đâu. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, giống như việc tôi đã không nói với cô Triệu về cảnh tượng mà bản thân từng trông thấy vậy. Một đêm nọ, trên đường đi bộ về nhà, tôi thấy con trai cô Triệu bị đuổi ra khỏi sòng bạc. Con trai bà bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm tím mà vẫn quỳ xuống cầu xin người ta. Cho tôi chơi thêm một ván đi mà, chỉ một ván nữa thôi là tôi gỡ lại được vốn rồi. Tôi nghe thấy người kia nói: mày làm gì còn tiền hả thằng nghèo kiết xác? Rồi con trai cô Triệu đáp: tôi có, mẹ tôi có mở cửa hàng, bà ấy để mã QR của tôi. Đúng, 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 đúng. Chắc chắn trong ví WeChat của tôi còn tiền, Alipay cũng còn, để tôi kiểm tra luôn. Mẹ kiếp, sao tôi lại quên mất chứ? Ông anh ơi, anh xem, liệu tôi còn có thể vào đó chơi thêm một ván cuối cùng không? Người kia liếc đại một cái, rồi tỏ vẻ khinh bỉ cất lời: có mỗi chỗ tiền lẻ này thôi à? Được rồi, vào đi. Tôi nhìn hai người họ đi lên tầng, cứ thế biến mất giữa khu phố. Ánh trăng rọi xuống nền đất, nhưng màu sắc ảm đạm ấy chẳng chiếu sáng nổi thứ gì ngoài những mẩu đồ lọc thuốc lá trên mặt đất. Hai ngày qua, hiệu sách vô cùng vắng khách, nên đương nhiên số sách bán được cũng chỉ vỏn vẹn vài cuốn. Tôi nhận ra nhiều người quả thực không đến đây để mua sách, mà chỉ muốn dạo xem có cửa hiệu nào mới mẻ sau khi đã mệt mỏi với việc mua sắm ở những cửa hàng rực rỡ muôn màu trên phố cổ. Thoạt tiên, họ đều lấy làm ngạc nhiên, hỏi hiệu sách này mở từ bao giờ, rồi cứ thế trò chuyện một lúc. Đến khi tôi hỏi họ muốn mua sách gì thì cũng là lúc họ sắp phải ra về. Hầu hết khách tới đây đều tuần tự theo quy trình này, chỉ trừ một thanh niên đeo kính trạc tuổi tôi. Vừa bước vào hiệu sách, cậu ta đã cất lời: ông Dư không ở đây à? Tôi đáp: ông ấy đang nằm viện. Bệnh viện nào vậy à? Tôi lấy làm lạ. Cậu thân với ông ấy à? Người đó ngượng ngùng cười, rồi nâng kính lên, lắc đầu đáp: à, không hẳn. 2 năm trước tôi chuyển tới làm việc ở gần đây. Lúc không có tiền ăn cơm, ngày nào tôi cũng mua mì ở cửa tiệm đối diện. Ông Dư thấy tôi đáng thương nên gọi tôi tới nhà ăn cơm, còn tặng tôi vài cuốn sách. Tôi đã đọc xong từ dạo trước và đang tính mua thêm vài cuốn nữa. Nhớ tới lời ông Dư nói với mình, tôi bèn hỏi: cậu muốn đọc sách gì? Hồi trước ông ấy đã tặng cậu những cuốn nào? Tôi có thể dựa theo đó để giới thiệu sách cho cậu. Mắt cậu thanh niên sáng lên: tốt quá, tôi ít đọc sách,
đang phân vân không biết nên đọc gì tiếp theo. Ông ấy tặng tôi Thế Giới Bình Thường và Sống, còn cả tập truyện ngắn Lão Xá nữa. Dứt lời, cậu ta lại ngượng ngùng cười bảo: "Nhìn tôi đeo kính thế này thôi, chứ thật ra tôi học kém từ nhỏ. Sách giáo khoa ở trường còn chưa đọc hết, chứ đừng nói tới chuyện đọc tiểu thuyết. Lần trước tới đây, ông dư bảo tôi đọc sách. Khi ấy tôi còn chẳng có ý định đó. Xong, vì không muốn phụ lòng một người tốt như ông, nên đã đáp rằng muốn tìm vài cuốn dễ đọc mà khiến người ta cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng. Ông dư bảo tôi đừng sốt ruột, cứ kể cho ông nghe những chuyện xảy ra gần đây đã. Nghe tôi kể xong thì ông giới thiệu cho tôi mấy cuốn kia." "Tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu, sau đó đi tới chỗ giá sách cầm từng cuốn sách lên, cẩn thận đọc lời giới thiệu mà ông Dư đã viết. Trong hiệu sách nhỏ của ông Dư, cuốn sách nào cũng được sắp xếp cẩn thận theo thể loại. Lúc mò mẫm tìm kiếm, tôi trông thấy một cuốn nằm chỗ cột, được ông Dư viết vài dòng giới thiệu đầy phóng khoáng. Cuốn sách này phù hợp với những người trẻ vừa đặt chân tới một thành phố xa lạ. Họ rời quê đi tha hương, trong lúc cần tới sự động viên chân thành, họ cũng cần trông thấy bao gian nan khốn khó trên thế gian. Cuốn sách có thể lấp đầy những khoảng trống do sự bất an và băn khoăn tạo nên trong lòng họ. Đọc xong, tôi không khỏi bật cười. Những gì ông Dư viết giống hệt điều tôi nghe được lúc ngồi bên giường bệnh trong viện. Tôi bèn cầm lấy nó, quay lại đưa cho thanh niên đeo kính. Thấy cậu ta đọc từng câu từng chữ trong lời giới thiệu, tôi bỗng hỏi: "Những cuốn sách cậu đọc trước đó đã lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu chưa?" Dứt lời, tôi cũng cảm thấy câu hỏi này có phần vô lý với một người xa lạ. Đang tính xin lỗi thì bỗng nghe cậu ta đáp: "Lấp đầy rồi, bởi những câu chuyện trong sách khiến tôi biết được rằng dẫu đối mặt với hoàn cảnh nào, tôi đều có quyền lựa chọn nên nhìn nhận những sự lựa chọn trong cuộc sống ra sao và tiếp tục đối mặt với chúng như thế nào." Tôi sửng sốt hồi lâu, rồi bỗng nhớ tới một chuyện nên bảo: "À, tôi vẫn chưa nói với cậu là ông Dư đang nằm ở viện nào nhỉ? Cậu đi thăm ông ấy đi, chắc chắn ông sẽ vui lắm." Đối phương nghiêm túc gật đầu, đôi mắt lấp lánh. Tôi nghĩ ánh mắt của tôi cũng giống như vậy. Tôi xin công ty nghỉ phép một tuần với lý do trong nhà có người ốm cần chăm sóc. Nói hết nước hết cái, xong còn bị mắng cả tràn dài, thì đơn xin nghỉ mới được duyệt. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi vẫn quyết định gọi điện cho Trình Phi, và cô ấy đã vội vàng quay về. Ông Dư nói tôi một trận, nhưng tôi không cảm thấy ông thực sự mắng tôi, bởi dẫu sao đó cũng là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất. Bệnh tình của ông Dư không mấy khả quan, đây là điều mà Trình Phi đã nói riêng với tôi. Chúng tôi ngồi trong hiệu sách, cô ấy xem kỹ từng cuốn, bàn tay khẽ lướt qua những dòng chữ mà ông Dư viết. Thật ra tôi biết hiệu sách này có ý nghĩa với ông như thế nào. Trình Phi bỗng cất lời: "Nó đại diện cho ông." Tôi gật đầu. Tôi muốn hỏi là liệu tới thành phố lớn thì có thể chữa khỏi bệnh của ông được không? Trình Phi nhắm mắt lại, lắc đầu. "Không chữa được, nhưng tôi muốn ông ra đi thanh thản hơn phần nào." "Đây là chuyện riêng của gia đình cô, người ngoài như tôi cũng không tiện xen vào. Tôi chỉ hy vọng cô hãy bàn bạc cẩn thận với ông, cũng mong cô có thể lắng nghe lời ông nói." Trình Phi ngừng một lát rồi đáp: "Tôi biết mà." Dứt lời, cô ấy lại nhìn tôi và hỏi: "Anh còn nhớ chuyện chúng ta từng gặp nhau hồi bé không?" "Ban đầu thì không, nhưng năm ngoái đang ngồi trên máy bay lại bỗng dưng nhớ ra. Thật ra lúc vừa nhìn thấy anh thì tôi đã nhớ ra rồi. Chắc chắn tôi nhớ rõ chuyện năm đó hơn anh." Trình Phi tiếp lời: "Mãi sau tôi mới biết là hôm ấy ông đã nhìn thấy tôi, cả mấy hôm tôi đến nhà
ông cũng đều nhìn thấy. Nhưng biết chẳng giữ nổi tôi, sợ lúc chia xa sẽ càng buồn khổ nên mới không ra gặp. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lật dở cuốn sách trong tay. Trình Phi lại bảo: "Tôi vẫn nhớ khi ấy anh đã bảo những câu chuyện kia đều do ông nội tôi đọc được trong sách, không phải là thật. Anh còn nói ra tên cuốn sách nữa. Về sau tôi cũng đã đọc mấy cuốn sách ấy. Khỏi phải nói, trí nhớ của ông tôi quá tốt, nhớ rõ từng tình tiết trong các câu chuyện. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ, kể ra không nên nói thẳng với cô như thế." Trình Phi nhìn tôi, lắc đầu bảo: "Không sao, sớm muộn gì tôi cũng biết mà. Vả lại sau đó tôi đã hiểu được, tiểu thuyết đa phần đều là hư cấu. Nhưng sức hấp dẫn của một câu chuyện không bao giờ nằm ở việc nó có hư cấu hay không, mà phải xem liệu nó có lay động được trái tim người đọc không. Chỉ cần lay động được trái tim, vậy thì sức mạnh chúng ta cảm nhận được là có thật. Những nhân vật trong truyện quả thực đang sống ở một không gian và thời gian song song khác. Đồng thời, mỗi câu chuyện cũng sẽ bám rễ sâu trong lòng chúng ta." Tôi nhìn ra ngoài cửa. Bầu trời đã nhá nhem tối. Có lẽ phố cổ lại sắp trở nên đông đúc. Mỗi người đều có đích đến của riêng mình. Và hiệu sách cũ này không nằm trong kế hoạch của họ. Trình Phi lại nói: "Anh có thể giúp tôi chuyện này được không?" "Cô cứ nói đi, tôi chỉ đợi cô mở lời thôi đấy." Trình Phi phì cười: "Bắt đầu từ ngày mai, anh hãy giúp tôi tìm một nơi có thể mở lại hiệu sách nhé. Ở đâu cũng được. Sau đấy nhờ anh chụp vài tấm hình để tôi đăng lên Douyin, Kuai, Xiao Hongshu, cả trên app Yambing nữa. Tôi muốn nhiều người biết rằng có một hiệu sách mà chủ cửa hiệu luôn cẩn thận viết lời giới thiệu cho từng cuốn sách, rất đáng để ghé thăm. Anh xem liệu có giúp được tôi không?" Tôi đáp ngay: "Tất nhiên là được rồi." "À, còn nữa, anh giúp tôi chụp lại cái chỗ này luôn nhé." Cô tiếp lời: "Hai tháng sau, nơi này bị phá bỏ rồi." Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Giờ đang lúc hoàng hôn, con ngõ chìm trong ánh chiều tà mới đẹp làm sao. Bóng những chiếc lá khẽ khàng đung đưa. Tôi cất lời: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, chụp lại luôn hôm nay đi." "À mà..." Tôi ngập ngừng. "Tôi có thể chụp vài tấm hình của cô được không?" Trình Phi mỉm cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tựa như hết thảy vẻ đẹp trên đời đều hội tụ trong một nụ cười. Dường như nụ cười ấy chỉ dành riêng cho một người duy nhất, để người đó biết rằng thế gian đẹp đẽ cũng chú ý tới mình trong chính khoảnh khắc này. Hôm ông Dư xuất viện, tôi đi đón ông cùng Trình Phi, nói với ông về chuyện chuyển hiệu sách. Tôi vốn lo rằng ông sẽ buồn, nào ngờ ông lại hào hứng nói: "Dù chuyển tới đâu thì sách cũng có giá trị hết." Trình Phi bảo: "Ông nội, ông yên tâm ạ, tới lúc đó cháu sẽ giúp ông làm content truyền thông, giúp ông quảng bá." "Cái gì truyền thông cơ? Quảng bá là làm gì?" Trình Phi và tôi nhìn nhau cười. Tôi nói: "Ông cứ mặc kệ đi à, chỉ cần nghĩ tới việc khi đó giới thiệu sách cho những người tới cửa hiệu như thế nào là được ạ." Ông Dư mỉm cười nhìn hai chúng tôi, nói đùa: "Hai đứa nhóc này thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế hả?" Tôi khẽ khàng đặt tay lên người ông, đáp: "Thôi mình đừng nói chuyện phím nữa à, chúng ta mau về nhà thôi. Mấy hôm tới là bắt đầu chuyển đi rồi đó ông." Tôi xin nghỉ việc, tập trung vào việc chuyển hiệu sách. Chuyển sách chẳng nhẹ nhàng như chuyển đồ gia dụng. Không ngờ cửa hiệu bé tẹo này lại nhiều sách đến thế. Tôi gọi chiếc xe tải lớn nhất của Lalamu mà còn phải chuyển tới chuyển lui tận 3 lần. Ban đầu, ông dự định tự chuyển dần dần vì không đành lòng để chỗ sách bị va đập.
tôi và Trình Phi phải nói hết lời mới khuyên được ông. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra, tuy ông Dư tỏ vẻ hờ hững, nhưng thực tế lại không nỡ rời xa nơi đây, không nỡ bỏ lại con ngõ nhỏ và căn nhà này. Ông đã sống ở đây suốt nửa đời người, nương tựa vào sách, trải qua quãng thời gian dài cùng căn phòng này. Ông nằm lòng mọi thứ trong nhà, như chỗ nào trên sàn bị gồ lên, nhớ hết năm nào có sự kiện gì. Ông còn liên tục đi tới đi lui trong con ngõ. Có một hôm, tôi trông thấy ông vuốt ve viên đá trên nền đất, rồi còn khẽ khàng nói điều gì đó. Tôi đoán ông không nỡ xa chốn này. Đối với ông, dẫu chỉ là một hòn đá, thì nó cũng là một phần trong ký ức. Ông yêu tất thảy mọi thứ ở đây, kể cả những nơi chẳng có gì đẹp đẽ, ông cũng yêu thương vô bờ. Ngày chính thức chuyển đi, ba chúng tôi đứng trước cửa, chụp một tấm hình chung bằng chiếc máy Polaroid. Tấm hình vừa được in ra, ông Dư lập tức giật lấy. Tôi và Trình Phi vẫn chưa kịp nhìn xem bức ảnh trông ra sao, thì ông đã cho nó vào trong một chiếc hộp rỉ sét, rồi khóa lại. Sao chuyển sách bao nhiêu ngày rồi mà mãi bây giờ mày mới trông thấy chiếc hộp này nhỉ? Nghĩ bụng, tôi liền hỏi Trình Phi. Cô đáp, mình cũng không biết rốt cuộc trong hộp có gì. Tôi bèn hỏi ông Dư. Ông ơi, sao ông còn giấu cả quý đen thế à? Đến cháu gái ông cũng không hay biết gì. Ông Dư ra vẻ thần bí cất lời. Trong này, cất dấu thứ còn quý hơn cả quý đen. Sau đó, ông khóa cửa kính lại, rồi dán một phong thư lên trên, coi như thông báo. Gửi những độc giả từng tới và có ý định ghé thăm hiệu sách này. Cảm ơn các bạn đã nhớ đến một ông lão như tôi, nhớ tới hiệu sách này. Sắp tới, chúng tôi sẽ chuyển đến một địa điểm mới. Nếu bạn vẫn muốn đọc sách, thì chào mừng bạn ghé nơi đó tìm tôi. Tôi đã mở hiệu sách này được gần 50 năm. Trong suốt 50 năm qua, ngày nào tôi cũng sống vui vẻ bởi có sách và vì vẫn còn những người nghĩ tới sách. Sách rất có giá trị. Cảm ơn bạn và tôi đã cùng nhau tin tưởng điều đó. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Nếu gặp phải những nỗi sầu muộn, tôi luôn nói thế này. Đọc sách là cách giải tỏa duy nhất. Hôm nay, hiệu sách cuối cùng trong con ngõ này xin phép chào tạm biệt các bạn. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ gặp lại bạn sớm thôi. Dư Tường Tài. Ông Dư, Dư Tường Tài, ông nội Dư, sau này trở thành ông nội của tôi, đã qua đời sau khi hiệu sách mới khai trương được một tháng, ngay sau ngày ông đón sinh nhật thứ 87 của mình. Hôm tổ chức sinh nhật, tôi và Trình Phi mua bánh ngọt, đội mũ sinh nhật cho ông. Ông thổi nến rồi cười bảo, đây là lần đầu tiên ông đón sinh nhật đây. Ông cứ tưởng mình không sống được tới từng này tuổi, nào ngờ ngoảnh qua ngoảnh lại, đã bước sang năm thứ 87 rồi. Tôi đáp, ông ơi, ông còn có thể sống lâu hơn nữa cơ ạ. Tiểu Lý, Tiểu Phi, ông vui lắm, ông nói thật lòng đấy. Sống chết có số, nhưng bây giờ ông không còn hối tiếc chút nào nữa rồi. Sáng hôm sau, tôi và Trình Phi không thấy ông thức dậy nên qua phòng gọi ông. Gương mặt ông vẫn bình thản như đang ngủ, có vẻ vừa trải qua một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi hoảng hốt, vội vã chạm vào tay ông, thì thấy bàn tay ấy lạnh ngắt, cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ngoảnh đầu nhìn Trình Phi, tôi thấy cô mím môi, nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi quay lại nhìn ông Dư mới nhận ra, ông đang mặc bộ quần áo hai chúng tôi tặng, ăn vận hệt như sắp sửa đi đâu đó chơi vậy. Mấy hôm trước nhận được bộ đồ mùa đông này, ông còn nói đấy là chiếc áo khoác dày nhất, bộ đồ đẹp nhất mà ông có trong vài năm trở lại đây.
Tôi ôm Trình Phi, cảm nhận được nước mắt cô đã thấm ướt áo mình, rồi cũng không ngăn nổi dòng lệ trực trào. Hai người chúng tôi đứng im hồi lâu, mãi đến khi nước mắt cạn khô, mãi tới khi cả hai như thể đã biến thành những pho tượng. Sau đó, Trình Phi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ông nội. Tôi bình tĩnh lại, đi làm giấy chứng tử cho ông. Lúc quay về, trông thấy Trình Phi đang cầm chiếc hộp sắt hoang rỉ quen thuộc trong tay. Tôi tìm thấy mật mã trong túi áo bên trái của ông nội. Đó là sự kết hợp giữa ngày sinh của hai chúng ta, nên tôi nghĩ mình phải đợi anh về rồi cùng mở. Trình Phi cất lời. Tôi khẽ khàng ngồi xuống bên trái Trình Phi, nhìn đôi bàn tay cô run run vặn ổ khóa mở chiếc hộp sắt ra. Phía trên cùng trong hộp là tấm hình Polaroid. Ba chúng tôi đứng cùng nhau, một tay ông Dư khoác tay Trình Phi, tay kia khoác tay tôi. Ông nở nụ cười, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện. Chúng tôi nhẹ nhàng đặt tấm hình lên bàn, tiếp tục lấy từng món còn lại ra. Hóa ra mỗi một món đồ trong chiếc hộp quả thực đều là báu vật của ông. Ngoài hình bức chụp chung ba người, còn có cả chiếc răng rụng lúc Trình Phi còn bé, bức tranh đầu tiên Trình Phi vẽ, ảnh của bố cô ấy, cùng rất nhiều món đồ từ thuở ấu thơ. Dưới đáy hộp đặt một cuốn sách, một cuốn sách không có tên, cuốn sách do chính ông chấp bút. Chúng tôi cẩn thận mở sách ra, một bức ảnh và một tờ giấy được kẹp bên trong liền rơi xuống. Đó là tấm ảnh chụp chung của ông bà lúc còn trẻ, phía dưới ghi ngày tháng và một dòng chữ: bạn đời của tôi, màu sắc đẹp đẽ nhất trong thế giới đen trắng của tôi. Tờ giấy kia được ép phẳng, phía dưới là vài dòng chữ non nớt: ông ơi, cháu thích sách, cháu yêu mùi hương của sách, cháu thích nghe tiếng lật dở trang sách. Ông ơi, ông phải đợi cháu quay về đấy nhé, bởi vì người cháu yêu nhất, thương nhất chính là ông.